Nhưng tắm xong ra ngoài nhìn, cả căn nhà sạch bong kim kít ngăn nắp sạch sẽ quá chừng. Hóa ra cô gái có chút mắc bệnh sạch sẽ quá mức. Gái rất đau lòng, A Đại không nhẫn tâm, biến cô gái thành lại con dao cũ, để cô ở bên chủ nhân cũ của mình mãi mãi. Cứ như vậy, đây là lần thứ 3 anh thất bại. Sau đó, A Đại thường xuyên biến đủ thứ, cây xương rồng, búp bê Matryoshka các thứ, nhưng không có một ai hoàn hảo cả. Chỉ tới hôm đó, A Đại xem được trên TV rằng, điện thoại đã trở thành vật bất ly thân không thể thiếu của mỗi người, chẳng ai có thể thiếu được nó cả. Vì thế anh chợt quyết định, tiện tay ném ngay chiếc điện thoại của mình đi. Tất nhiên ngay lập tức cũng biến thành một cô gái. Em gái này tất nhiên rất thông minh. A Đại cảm thấy có chút đói bụng, ngoài cửa đột nhiên có tiếng gõ. A Đại nghi ngờ ra mở cửa, ô kìa là người giao hàng. Trời ơi, tôi cũng muốn một người gọi đồ cho tôi để tôi đỡ phải nghĩ xem ăn gì. Nơi nào bán cái nhẫn này vậy? Bạn gái hiểu ý thế này khiến anh vui mừng lắm. Từ đó cuộc sống của A Đại rất thuận buồm xuôi gió. Bạn gái giúp anh gọi xe, quyết định những việc A Đại muốn làm và không dám làm. Túm lại là rất hiểu lòng anh. A Đại nghĩ người bạn gái lý tưởng nhất trong lòng mình đây rồi. Vì thế quyết định đeo chiếc nhẫn của công ty bảo hiểm lên ngón áp út của cô. Nhưng không ngờ em gái điện thoại lại là Tâm Cơ Girl. Thấy mục đích sắp đạt được, cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật. Cô trói A Đại trên giường, bắt đầu hận thù lên án và trút hết dỗi bấp bình của mình ra. Tôi không muốn chơi điện tử, anh lại cứ vừa sạc vừa chơi. Tôi đã phát sốt rồi còn không ngừng. Hơn nữa mỗi lần anh làm rơi điện thoại đều hủy hoại nhan sắc của tôi. Tôi muốn biến anh thành một người máy, để anh cũng thử cảm giác bị người điều khiển xem thế nào. Thuộc hạ của cô bắt đầu biến đổi. Chẳng mấy chốc A Đại đã bị thay thế bằng máy móc. Mặc dù não thì vẫn tỉnh táo, nhưng cơ thể đã bị em gái điện thoại khống chế. Mà đồng thời lúc đó, An Kỳ đã lâu không nhận được tin tức của A Đại, vì thế nhắn tin hỏi thăm, nhưng tất cả đã bị em gái điện thoại kiểm soát. Cô nhắn tin lại rằng A Đại đã tìm được người bạn gái như ý, còn gửi thêm một bức ảnh. Nhưng An Kỳ nhìn bức ảnh xong phát hiện có điều bất ổn, vì thế lập tức định vị chỗ của A Đại, sau đó chuẩn bị đưa anh chạy trốn. Nhưng chẳng mấy chốc đã bị điện thoại bắt quả tang rồi. Cô điều khiển A Đại tấn công An Kỳ, hai người bắt đầu đánh nhau. Nhưng em gái điện thoại lại mờ mắt vì trả thù, hoàn toàn quên mất mình phải sạc pin. Mà A Đại cũng nắm chắc cơ hội, lao nhanh đến rút sạc điện thoại ra. Em gái điện thoại vì hết pin mà biến trở lại, cuối cùng cũng giải trừ được nguy hiểm. Mà lúc này A Đại cũng mới ngộ ra, người tốt với mình nhất chính là cô gái luôn âm thầm quan tâm mình An Kỳ. Mà An Kỳ vừa mới sang tuổi 28 cũng yêu A Đại. Cứ như vậy cả hai về bên nhau hạnh phúc.